Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái con quy các bạn. Nói chung là con này rất là lâu rồi các bạn, nhưng mà bây giờ mình cũng muốn giới thiệu lại cho các bạn làm, cũng khá là uy tín đó các bạn. Các bạn đợi chút xíu nha các bạn nha, hơi chậm. Đây, cơ hội vẫn còn, các bạn có muốn chụp lấy không? Dự án Initiative đó các bạn, dự án này nè, Initiative đó các bạn, Quy. Thì cái dự án này mình đã làm cách đây cũng gần hơn một năm, hơn chắc hơn cũng gần một năm rồi các bạn. Tuy nhiên là đến nay vẫn còn cơ hội nha. Thì mình đọc sơ cho các bạn xem nhé. Xe White là người sáng lập Initiative. Ông là chủ tịch của Deep Optics, chủ tịch Zigo, chủ tịch Benchmark, chủ tịch Boyrap, sáng lập nên công ty bảo mật thanh toán BrowSense Ltd được PayPal mua lại đó. Thì Sawyer là một danh sao Will gì nữa các bạn, CCY sao Will nè, là một doanh nhân hàng loạt và là nhà đầu tư thiên thần. Ông sáng lập ra 15 công ty về lĩnh vực công nghệ và phục vụ hơn 10 triệu người dùng hàng tháng. Thì Initiative là công ty thứ 16 ha. Đại khái là cái ông này nó như vậy. Mục tiêu của đồng Quy là thay thế thẻ thanh toán và tiền giấy, sử dụng cơ sở hạ tầng cũ bằng hệ thống thanh toán mới, tận dụng công nghệ hiện đại, được giám sát bởi một ủy ban tiền tệ độc lập giống như một ngân hàng trung ương. Đó. Thì mình đọc cho các bạn xem là giới thiệu về cái app Wii này như vậy nha các bạn nhé. Tuy nhiên bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google hoặc YouTube, thì cái dự án này rất là lâu các bạn và nó cũng khá nhiều người dùng các bạn, cũng hơn 6-7 triệu người gì đó rồi chứ không ít đâu. Thì cái cách đăng ký thì bây giờ mình sẽ đăng ký để hướng dẫn các bạn. Tuy nhiên là cái này á, các bạn đăng ký xong rồi các bạn phải nhắn tin cho mình để mình kích hoạt nha, hoặc là mình cũng sẽ kích hoạt, chứ nếu mà bạn thấy mình sẽ kích hoạt luôn cho các bạn nha. Mình cũng vậy thôi, mình nếu mình đăng ký qua người khác thì người khác cũng phải kích hoạt cho mình nha các bạn, mình mới được tiền rep. Và cái việc tiền rep này nó chỉ quy định cho bạn là hình như là trong vòng 15 ngày là kết thúc các bạn, là các bạn chỉ được quyền tuyển trong vòng 15 ngày thôi. Thì không biết là tới nay là nó kéo lên bao nhiêu, nhưng mà thường lúc trước thì mình làm chỉ có 15 ngày thôi. Thì cho nên là các bạn, nếu các bạn giỏi về tuyển rep thì các bạn lập tức chuyển tuyển đi nha. Có nghĩa là khi vừa đăng ký xong mà các bạn đi tuyển đi, chỉ trong vòng 15 ngày nữa thôi. Nếu quá 15 ngày đó thì cái tài khoản của các bạn nó sẽ hết hạn, các bạn không có đăng ký được nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký nha. Đầu tiên thì các bạn click vào cái đường link mô tả trong video nha các bạn nha. Rồi, bấm vào đây ha. Rồi các bạn đợi một chút xíu nha, để nó chạy tới cái trang web của nó. Đó, thì nó đến cái giao diện như thế này các bạn. Đó ha, nó đến cái giao diện như thế này ở trên website của nó. Rồi đó, rồi các bạn kéo xuống nè, các bạn bấm vào Reserve Your Box nè ha. Rồi bấm vào đây nha các bạn nha. Rồi rồi nó ra cái giao diện Sign Up nè các bạn. Đó, Sign Up ha. Rồi các bạn kéo lên, rồi các bạn bấm là nó có mấy cái giao diện nè: Sign Up with Google, Sign Up with Facebook nè, Sign Up with Twitter nè. Thì theo mình thì các bạn nên chọn là Sign Up with Google để các bạn cho nó dễ nha. Rồi chấm Sign Up with Google thì nó nói đây là các bạn phải từ 18 tuổi lên nha, các bạn phải từ 18 tuổi lên nha các bạn nha. Rồi bấm approve, có nghĩa tôi tên 18 tuổi thì bấm approve ha. Rồi đến đây nó hiện ra rất là nhiều cái email các bạn ha. Thì các bạn sẽ chọn như ở đây mà của mình hiện rất là nhiều email. Thì các bạn
sẽ chọn một email, một trong những email mà các bạn có nha. Thì ở đây mình chọn cái này ha, cái đầu tiên đi ha, rồi bấm vào đây. Mình có đóng một tài khoản lúc trước rồi các bạn, nhưng tuy nhiên là nó đã hết hạn các bạn, cho nên là bắt buộc mình phải làm qua người khác các bạn đó thì mới mới được. Đó đó thì các bạn đang chỉ cần bấm như vậy là nó ra các bạn ha. Đó thì như vậy là coi như là mình đã đăng ký xong rồi các bạn. Đây thì các bạn kéo lên, đây chính là cái nhiệm vụ các bạn. Đây là đường link giới thiệu, là mình sẽ để trong mô tả video nha, cho các bạn nha. 3 năm 10 nhiều người mà bạn biết ha, và nhận được và thêm 4.395, 4.395 à, nó cho chỉ có nhiêu đó các bạn. Đó thì đến thời điểm này á, cái mình chỉ nhận được có 0,99, không được một nữa các bạn, cái quy đó, đó 0,998 mà các bạn đó, mà bắt đầu còn người mời thì cứ nhận được 0,099 các bạn, hồi này rất là ít. Rồi thì cái người mà mời mình nó phải kích hoạt các bạn đó. Nhiệm vụ là mời một người nè, 10 người nè bạn biết nè, thì có thể nhận được 4.395 mà các bạn, 4.395 nên chứ không phải 4 phết nha các bạn nhé, 4.395. Còn cái người mời á, cái người mời thì rất là cũng vậy đó các bạn, được nhận 1.099 các bạn ha. Còn ở đây thì mình được nhận có hình như là 998 hay sao, nói chung là cũng rất là ít các bạn, 10.000 à. Đó và cái này nó cũng có cái app đó các bạn nên cài cái app để được thưởng thêm, không biết là sau này thì có thưởng thêm hay không, nhưng mà chúng ta hãy thử nha, nó có cái app đó các bạn. Thì để cài app các bạn đi vào CS Play các bạn. Các bạn đợi chút xíu nha. Tại cái này nó hơi chậm. Đây nè các bạn. Bạn chỉ có 14 ngày để mời thôi các bạn. Đây nè, ha. 14 để mời 5 người bạn, ít nhất là 5 người bạn ha, trên 5 người bạn ha. Thì bạn sẽ nhận được là 879 cho mỗi lượt nha. Nè các bạn, đó. 879 mỗi lần giới thiệu nha. Đây nè các bạn ha, vì mình đăng ký qua cái người bạn tên Hoàng này nè các bạn ha, thì người ta ghi là gì các bạn, là Hoàng cần phải login để vào cái tài khoản này, Hoàng cần đăng nhập vào tài khoản của họ và xác minh đăng ký của bạn, tuy nhiên bạn có thể bắt đầu mời người khác ngay bây giờ. Có nghĩa cái người mà mình đăng ký qua đó họ phải xác nhận nha, tức là verify cho mình ha, thì bạn mới 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 cái số tiền các bạn nhận mới có nha các bạn nha, chứ không phải là không xác nhận, là bắt buộc cái người mình giới thiệu, mình được giới thiệu á, mình giới thiệu á, cái người mà họ giới thiệu mình á thì họ phải kích hoạt cho mình nha. Thì cũng giống như vậy, các bạn đăng ký qua đường link của mình thì mình cũng phải kích hoạt cho bạn thì bạn mới mới được nhận nha. Tuy nhiên thì tuyển tuyển người giới thiệu thì bây giờ các bạn có hai tuyển được rồi ha. Rồi thì mời những người bạn biết cá nhân và đảm bảo một bổ sung là 4.395, giờ có vẻ ít các bạn ha. Hãy cái đường link này mình để trong mô tả video nha các bạn nha, các bạn ủng hộ mình, các bạn bấm sao chép thôi.
sau đó thì đi rải nha. Bấm sao chép này, đã nó ra công công gì đó thì các bạn bấm sao chép nè, đó thì nó kêu các bạn đọc gì đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái cài app các bạn. Thì để cài app cái này á thì các bạn hãy đi vào CH Play nha, đi Google, đi vô CH Play các bạn. Đi vào CH Play nha. Rồi các bạn gõ vào in ni. Đây các bạn, in ni tay Tation V nè. Bấm vào đây. Nó có cái app các bạn. Tuy nhiên là không biết là cái điện thoại này có hay không. Tại có là mình đang sử dụng điện thoại nó hơi thấp đó các bạn, thì nó sẽ không có ra cái phiên bản đó được. Rồi thì bởi vì cái điện thoại này không có các bạn, cho nên là các bạn có thể là sử dụng cái cách này nè. Các bạn sợ sợ cái từ này nè, Initiation Wii nè các bạn. Sau đó thì các bạn nó ra cái app có cái hình, nó có cái hình chữ H đó các bạn, giống như hồi nãy đây các bạn. Nó ra cái hình chữ H như thế này là ok nha. Nè, nó có chữ kho thế này nè các bạn, là đúng. Bởi vì có thể là điện thoại này cái hệ điều hành nó cũ rồi các bạn, nên không có cái app nó được. Rồi chỉ có như vậy thôi bạn. Các bạn cài app vô các bạn sẽ được thưởng thêm nha, nhất định phải cài app vào các bạn nha. Rồi nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận video ha, hoặc là nhắn tin cho mình, để bạn đăng ký thì nhắn tin cho mình để mình verify cho các bạn nha, nhắn trực tiếp trên YouTube cũng được cho các bạn nha. Rồi nếu các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.